Anh em chào, mình em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Lên đường ngay cho anh em mẫu sản phẩm xúc điện chính hãng Pin Audio SD12. Vừa mới về hàng thôi, anh em đã ủng hộ ngay rồi. Em cảm ơn anh em khách hàng rất là nhiều ạ. Và đơn giản thôi, đây là dòng sản phẩm xúc điện chính hãng để ai cũng muốn có thôi. Muốn nghe nhạc âm thanh sôi động hiệu quả hơn, muốn có tiếng bass, tiếng trầm đánh tốt hơn. Khi mà chúng ta nghe nhạc cảm giác sôi động hơn, tiếng nó chắc là những cái cặp loa thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn ngay những mẫu sản phẩm xúc điện. Và Pin Audio sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em tiêu dùng ở thời điểm hiện tại. Và hôm nay thì bên em tiếp tục lên đường phục vụ anh em khách hàng Hòa Bình với bộ sản phẩm Pin Audio SD12. Và cùng anh em trải nghiệm lại một lần nữa về các tính năng và chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm xúc điện Bass Bộ 30 và Pin Audio SD12 cho anh em khách hàng Hòa Bình nhá. Về thiết kế giao diện các bạn đã được nhìn thấy trên video hôm nay. Xin phép anh em một chút nữa là em cùng các bác anh em tham khảo về thiết kế phía sau và cả phía trước cho anh em. Để khi chúng ta nhận hàng về, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì khi bên em gửi hàng đi, chắc chắn rồi bên em cũng sẽ test qua chất lượng âm thanh và đóng gói hàng thật cẩn thận để anh em nhận hàng về. Chúng ta không phải lo về hiện tượng bọc méo hàng hay là chất lượng âm thanh có vấn đề. Bên em sẽ kiểm tra rất là kỹ. Đây các bác cùng với em kiểm tra một chút nữa về mặt hình thức giao diện đến từ dòng PS SD12 của PS Audio nhá. Subbass 30 chính hãng. Các anh em nhìn thùng vách này, đấy, rất chắc chắn. Hàng sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc 100% và mới tinh cho anh em nhé. Các bác nhìn thấy này, gân cao su, màng carbon, nón to và các cái điều ốc chi tiết rất chuẩn chỉnh do nhà máy đóng hết. Các bác nhé, không phải đóng thủ công nữa. Và hàng như thế này chúng ta sẽ yên tâm hơn, chơi lâu dài hơn, bền bỉ hơn và tiếng đánh ra cũng đạt độ ổn định cực kỳ cao. Thiết kế phía sau đây anh em nhé. Dòng này thì kích thước rất là nhỏ gọn nên chúng ta để trong phòng hát gia đình thì nó sẽ tiết kiệm diện tích hơn. Và chúng ta sẽ không cần phải đi mua thêm cục đẩy công suất để đánh với những dòng xúc điện nữa, vì nó sử dụng qua trực tiếp qua nguồn điện rồi, đánh qua bảng mạch điện tử. Và đây là thiết kế bảng mạch điện tử phía sau đến từ dòng xúc điện Audio SD12. Có lỗ thông hơi phía dưới đây, chúng ta để cách tường ra xúc hẹp khoảng tầm 20-30cm nha, để đánh ra có thoát tiếng tốt hơn. Có công tắc rời, công tắc nguồn phía mặt sau và chúng ta cắm trực tiếp qua đường dây rắc đi kèm rồi. Nó giống như cái dây rắc mà anh em sử dụng cắm kết nối đổi cơm đấy các bác nha. Và nó sẽ chuyển nguồn điện từ 220V cho anh em sử dụng trên dải tần số là 50Hz đến 60Hz. Và có thanh tản nhiệt phía sau nữa. Đấy, đánh lâu đánh dài chúng ta phải có thanh tản nhiệt để làm mát máy thôi. Và có thêm các chế độ lấy tín hiệu nhạc như là đường dây rắc trắng truyền thống đỏ đen này, đường dây AV lấy tín hiệu này, chế độ đảo pha này. Đấy, volume âm lượng tổng và chế độ cắt tần số. Có được nhìn thấy tem của nhà sản xuất, đây là tem bảo hành cho các anh em nhé. Và chúng ta có thể check mã gạch để kiểm tra hàng sản phẩm chính hãng đến từ nhà hãng Pin Audio. Và ngay bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe vào và trải nghiệm âm thanh đến từ mẫu sản phẩm Pin Audio SD12 của anh em khách hàng đã và đang lựa chọn bên cạnh Tùng Audio đó. Thưa các anh em, chúng ta đã nghe được sức mạnh của dòng Subbass 30 bên em Tùng Audio hiện nay. Bên này em đã tiếp tục lên được của anh em khách hàng. Và các anh em đã được nghe âm thanh thực tế của dòng Subbass 30 đến từ nhà hãng Pin Audio, đặc biệt là phiên bản SD12 này rồi đúng không ạ? Đây là một trong những phiên bản Sub em thấy là tiếng bass đánh rất là mạnh mẽ, có cái độ lực tốt và không bị vỡ tiếng hay là bị phe tiếng, mà mặc dù em bắt âm lượng tổng cũng tương đối lớn rồi. Các bạn đã được nhìn thấy về cái hình thức giao diện thiết kế, về cái chất lượng âm thanh khi mình ra chơi Sub ấy, thì đương nhiên nó sẽ mang lại cho anh em cái chế độ âm thanh nghe nó giòn giã hơn, tiếng bass đánh căng hơn, lực tốt thì đồng nghĩa việc là cái tiếng âm thanh nó sẽ chắc tiếng hơn. Khi mà chúng ta nghe nhạc bằng những cặp loa full thì đa phần nó sẽ giảm lên, và để mà có cái chế độ âm thanh tiếng bass dày chuẩn đánh tiếng ra nghe cảm giác thì nó sôi động hơn. Đấy, nó có một cái lực tốt hơn, tròn tiếng, chắc tiếng thì chúng thể sử dụng thêm những dòng sub thôi. Và những dòng sub điện Bass 30 hiện nay sẽ là cái sự lựa chọn hàng đầu của anh em tiêu dùng. Thứ nhất, chúng ta sẽ không tốn công suất cục đẩy nữa, và chúng ta cũng sẽ được tiết kiệm được cái diện tích để chúng ta để với những cặp loa, chúng ta để các thiết bị khác.
với dòng SUV Abarth 30 rất là nhỏ gọn nhưng đẹp và mang lại cho anh em cái độ hiệu quả trong việc chúng ta trải nghiệm thành gia đình. Và anh em tiếp tục lên được của khách hàng. Nếu như anh em đang cần mua phiên bản SUV điện Abarth 30 FD12 đến từ nhà phân phối Fiat Audio và hiện nay thì em từng bán sản với giá hơn 3 triệu đồng. Các bạn liên hệ trực tiếp đem Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 để đặt hàng và hưởng cái mức giá ưu đãi vô cùng đặc biệt đến từ dòng SUV điện nhập khẩu chính hãng Abarth 30 FD12 của Fiat Audio nhá. Xin chào anh em.